Hi, chào anh em Suit FE nha. Giới thiệu với anh em cấu hình làm bộ nồi Thái. Cái xe này thì mới làm chưa tới 2 tháng bị tuột nồi nha. Mình là thay luôn lại bộ nồi cho chủ xe luôn. Tại cái nồi cũ thì quá mòn rồi. Sẵn đây cho anh em coi cấu hình cái nồi cũ nha. Cái nồi cũ là bị cháy nồi luôn nha. Cháy nồi và bị tuột nồi ha. Thì cái chuông nồi chủ xe bị sọc huyết ha. Bố thì bị là mòn chai. Chút nữa mình sẽ cho anh em coi phần cái bố cũ của chủ xe luôn. Đang tháo bố cũ ra để thay bố Thái nha. Cái cặp nhôm nồi của xe thì cho anh em coi nè, con xe này thì quá ghê nha, y như xe con tay luôn, nó chạy mà nó mòn sọc luôn cả hàm nhôm nồi nè, dọc lõm xuống cả ly luôn nha. Đó thì chủ xe nói nó bị chạy là tuôn nồi luôn rồi, không còn bám nha. Cái chuồng heo thì bị là đâm chuồng heo rồi, mình thay lại cái chuồng heo mới chủ xe luôn đó. Rồi phần bố sắt thì cho anh em coi nè, bố sắt thì bị là cháy đen thui luôn, con này thì chạy là quá ghê luôn nha. Đó cháy đen thui, không còn cái độ bám gì hết nha. Đó chỉ thành một màu đen luôn. Thì phần sắt này, sắt cũng thành màu đen thẳng qua đường luôn nha. Rồi thì có mình cái nồi mới sẽ đi cùng với anh em là có hình full nồi Thái nè, đầy đủ cho anh em nha. Đó, gồm phần nồi trước nồi sau full Thái luôn ha. Đó, chuông là đi chuông nồi Vinh Thái nè, mới chăm chăm xe, bao đẹp cho anh em ha. Đó, chuông cũ là trả lại cho anh em nè. Đây trả này ha. Đây là chuông nồi Vinh Thái mới chăm chăm. Thay lại chủ xe là cái chuông heo với lại là bộ cao su nồi Thái nha. Đó, cái chuông heo là mình thay lại chủ xe là chuông heo theo xe chủ xe nha, bao đẹp cho anh em ha. Đó, rồi, phần cặp chuông nồi Vinh Thái nè, mới chăm chăm ha. Bao đẹp cho anh em. Đó, full cặp chuông nồi mới nè, mới cây xe ha. Cái sườn nguyên trắng đẹp như kinh nha. Đó, mới chăm chăm ha. Bố là đi bố Vinh Thái, combo là bố Vinh Thái nè. Đó, bố lớn chủ xe ha. 1 2 3 4 ha. Bố là bố Vinh Thái nha. Rồi, sắt Vinh Thái luôn, combo là 3 lá nha. À, sắt Vinh Thái nè. Đó, trắng mịn như kinh của anh em nha. Đó, mình sẽ tách cái bố ra để cho anh em dễ thấy nha, cho để nó nằm trong này thì hơi khó thấy. Nó còn cái hít của phần cái lớp bảo vệ nha ha. Cái bảo vệ nhớt á. Đó, mình sẽ tách ra, hơi dính nha. Rồi, tách được rồi nha ha. Tách được rồi. bốn lá sắt Vinh Thái, 1 2 3 4 ha, trắng mịn nhọc trên nha, mới đẹp cho anh em ha. Ba lò xo nhỏ và mình sẽ mượn lại ba cái bố ba càng cũ để cho anh em tham khảo luôn. Đây bố ba càng cũ của anh em ha. Đó bố cũ nè, bố ba càng cũ ha, mình trả lại cho anh em. Đó cái bố này là bố dán nha, mình không có đi bố dán, mình đi lại phun là bố Thái nè. Bố Thái thì cho anh em coi, bố Thái là bố dài mịn nha. Đó ba bố dài mịn nè. Đó trắng đẹp nhọc trên của anh em ha, không có đi là đi bố dán nha. Đó trả lại bố cũ cho anh em. Đây anh em muốn làm nồi thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam, mình sẽ làm cho anh em bộ nồi ưng ý, chạy bền nhẹ, xe móc và không bị tình trạng rung giật nha. Đây chào anh em. Rồi chào anh em Suit FE nha, giới thiệu với anh em cấu hình làm bộ nồi Thái. Xe này thì mình thay full bộ nồi trước bộ nồi sau luôn, không dán bố, không biết chuông nha, tại vì cái nồi cũ đã bị cháy nồi, bị hư nồi rồi. Đó thì cái nồi cũ là để ngoài đây nè. Đó full bộ nồi cũ và để ở đây nha. Đó mình thay full bộ nồi mới chủ xe luôn. Thì đầu tiên anh em cho phần bố bắc càng vô tới phần cái chuông nồi trước nha. Cái nồi sau thì cho phần là chuồng heo tới phần là đế nồi. Đó cái đế nồi thì gồm 4 chân 4 lò xo, tiến hành là cho cái lồng đền chặn phe với lại là cái tán nồi vô. Mình tiến hành là bắn cái nồi trước nồi sau, mình lắc kê cái lồng đền rồi mình sẽ tiến hành là lắp bố nha anh em ha. Rồi tiến hành là cho phần bố nồi vô và đáp phần lá sắt ha. Lá sắt đầu tiên nó sẽ có chân để bỏ lò xo nhỏ nha anh em ha. Rồi tiến hành là cho cái phần lá bố nồi vô, lá sắt tới bố ha. Thì cấu hình là 4 bố 3 sắt và 4 lò xo nồi nha anh em. Rồi tiến hành là tới lá sắt nha anh em ha. Sắt thứ hai em phải né phần cái chốt lò xo nha. Tới lá bố. Rồi, tới lá sắt thứ 3, lá sắt thứ 3 sẽ chặn cái lò xo lại nha. Nó gồm 3 cái lỗ 3 lò xo, anh em nhớ để là trùng cái lò xo nha ha. Đó, nó sẽ ra vô đó. Rồi, lá bố cuối cùng anh em sẽ kìm tay để nó khỏi bị rớt ra ngoài. Đó, ok cho anh em ha. Rồi tới phần ti nồi với lại là mặt ép nha, thì nó sẽ có một phần bi nhỏ, anh em lưu ý là phần bi nó sẽ bị rớt ngoài thì anh em phải để lại nha. Rồi tiến hành cho mặt ép nồi vô tới 4 lò xo thì nó có hai chiều, anh này để chiều lớn nằm trong còn cái chiều nhỏ nằm ngoài nha. Đó tiến hành là siết đều 4 con nha, anh em lưu ý là siết đều từ từ từng con một nha, có hình là con này đối chiếu con kia và siết đối chiếu nhau. Sau khi siết đối chiếu nhau mình tiến hành là chỉnh nồi và test cho anh em có hình cái bộ nồi Thái của chiếc Suit FE nha. Bao bóc cho anh em ha, có hình này lên là nhẹ nhàng liền, không bợ bị tình trạng là tuột nồi tuôn nồi nha. Rồi cảm ơn anh em đã ủng hộ bên độ xe Việt Nam, anh em có nhu cầu thì ghé ủng hộ nha. Rồi chào anh em Suit FE nha. Cái này thì mình làm full nồi Thái, full cả nồi trước nồi sau full Thái luôn, chạy bóc đủ xe. Đó có hình là mình không có dán bố nha, tại cái nồi cũ bị tuột rồi, cháy bố rồi, mình thay full một nồi Thái chủ xe luôn. Mình test nhẹ cho anh em vài cái rồi mình nhìn đây nè, full Thái chiếc Suit FE nha, bao mảnh gốc nha anh em.
Anh em có nhu cầu thì ghé ủng hộ nha. Có Quỳnh này thì mình đi phun nồi thái luôn, chạy bao bóc ha. Đó, không có bị tình trạng lì nồi tuột nồi nha. À, thay phun chuông bố vô xe luôn, có không phải là dán bố nha. Dán bố thì chạy rất là mau lì ha. Đó, có Quỳnh làm nồi xe số mà anh em có điều kiện thì anh em chơi nồi thái nha. Nồi thái nha. Số là lên cho em liền, không có sợ bị tuột nồi lì nồi nha. À, nồi thái thì nó sẽ chạy bền theo 5 tháng, không sợ bị lì. Không phải giống như cái nồi dán bố nha. Nồi dán bố thì chỉ 1-2 tuần nó bị lì rồi nha. Còn nồi thái thì chạy rất là nhẹ, nhẹ bóc nha. Đó, nhích nhẹ lên liền ha. Phun bộ nồi thái luôn trước sau ha. À, mình có làm phục hồi luôn cả phần cái nồi sau cho anh em nha. Cái phần chuồng heo á. Mình test nhẹ cho anh em coi cái nồi. Giao xe dùng xe nha. Rồi, cảm ơn anh em Xuất FI rất nhiều ha. Anh em có nhu cầu thì ghé ủng hộ bên Độ Xe Việt Nam. Mình thì chuyên những dòng xe cho anh em nha. Đó, xe số có, xe ga có. Thì mình sẽ làm là có hình là tốt nhất để cho anh em tận hưởng bộ nồi bên Độ Xe Việt Nam.